Hello hello, xin chào buổi sáng và đây sẽ là một list skincare buổi sáng của mình. Đầu tiên là phải rửa tay thật sạch trước khi làm gì với khuôn mặt của mình nha. Cột cái tóc lên nè. Lại là em sữa rửa mặt dịu nhẹ này, tuy ít bọt nhưng mà rửa mặt rất là sạch mà còn dưỡng ẩm, giúp cho da không bị khô nữa đó. Cũng không quên đánh răng, mất công lại nói tôi ở dơ nữa. Nấu nước sôi để làm đồ ăn sáng nè, món này rất tốt cho sức khỏe và cả tốt cho da nữa nên mình quay luôn trong phần list skincare này. Các bạn xem đến cuối clip để biết đây là món gì nhé. Trong lúc đợi nó sôi thì mình sẽ đi skincare nè. Đầu tiên là nước hoa hồng. Bạn nào bị mụn ẩn thì dùng nước hoa hồng này mình thấy cũng đỡ đỏ đó. Tiếp theo sẽ là gel dưỡng ẩm cấp nước. Buổi sáng thì mình thích dùng những cái mỏng nhẹ như vậy để da không bị bí tắc nhưng vẫn cấp ẩm cấp nước đầy đủ cho da nè. Xong rồi làm thêm tí kem mắt. Buổi sáng thích một lớp dưỡng mỏng nhẹ nên cũng chỉ thoa rất là ít thôi. Dùng ngón áp út thay cho ngón trỏ thoa kem mắt để tránh lão hóa vùng da mắt. Xong rồi làm tí vitamin C. Chai này sắp hết rồi nên là mình phải cắt ra làm đôi để dùng đó các bạn. Quay clip nhìn cái chai mà muốn mắc cỡ luôn á. Vitamin C giúp dưỡng trắng mờ thâm và tăng sức đề kháng cho da nữa đó. Cái quan trọng nhất cho buổi sáng đã tới rồi, đó là kem chống nắng. Nếu không make up thì mình sẽ dùng em kem chống nắng này vì nó có màu nền nhẹ. Với độ che phủ một xíu xíu của nó thì những bạn nào mà da không có nhiều khuyết điểm thì dùng em này có thể thay thế cho cả kem nền nhé. Tất cả những vấn đề về da đều liên quan đến nắng nên mình phải thoa kem chống nắng thật là kỹ. Thêm một chút dưỡng môi nào. Đánh son thường xuyên thì không được quên dưỡng môi để có một đôi môi hồng hào và không bị nứt nẻ nha. Đây đây, nồi nước của mình đã sôi rồi. Bây giờ mình sẽ cho 3 muỗng yến mạch vào, nhiều hay ít thì tùy vào khẩu phần ăn của mỗi người nhé. Thêm nửa muỗng hạt chia, cho nhỏ lửa để hạt chia và yến mạch nở mềm. Tắt bếp rồi đậy nắp, ủ thêm vài phút là có thể ăn được rồi. Ít chết quên bỏ muối, phải mở ra bỏ một xíu muối vô nè. Hậu đậu dễ sợ. Xong rồi cho ra tô ăn thôi. Đây là cháo yến mạch với bò bằm và cà rốt. Ăn như vậy rất tốt cho sức khỏe mà còn đẹp cho da nữa. Muốn đẹp da thì không chỉ thoa từ bên ngoài mà còn phải ăn từ bên trong nữa đó. Nếu các bạn thích thì hãy comment cho mình biết, hôm sau mình sẽ quay video nên ăn gì cho đẹp da nha. Bye bye.